Mến chào quý độc giả của báo Đồng Nai, mời quý vị cùng báo Đồng Nai nghe tin nhanh audio với các tin tức đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật. Bản tin hôm nay thứ tư ngày 31 tháng 7 có các nội dung sau. Họp báo 6 tháng đầu năm tỉnh Đồng Nai, đất san lấp khó về thủ tục, người nước ngoài cầm đầu vụ chủ tịch huyện bị lừa đảo hơn 171 tỷ. Tin của Xuân Lượng và Khánh Lộc. Thưa quý vị, hôm qua 30 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp báo kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Tại buổi họp báo, một số vấn đề nóng của Đồng Nai thời gian qua đã được nêu ra. Về vấn đề vật liệu phục vụ thi công các công trình giao thông trọng điểm, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Ngọc Thường cho biết các dự án tại Đồng Nai cần hơn 3,8 triệu khối đá, hơn 20 triệu khối đất san lấp và hơn 3,3 triệu khối cát. Trong khi trữ lượng đá dồi dào thì cát xây dựng và đất san lấp hiện đang rất thiếu. Đặc biệt đối với nguồn đất đắp, tỉnh có đủ các vị trí quy hoạch, tuy nhiên do những vướng mắc về trình tự thủ tục cấp phép nên dù nguồn đất là không thiếu nhưng Đồng Nai lại gặp khó khăn. Về vụ nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch Nguyễn Thị Giang Hương bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 171 tỷ đồng, lãnh đạo công an tỉnh thông tin đã xác định được nhóm người Việt Nam sống ở Campuchia dưới sự chủ mưu của người nước ngoài đã sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt của bà Hương. Hiện công an đã khởi tố bắt giam 12 đối tượng ở Việt Nam về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Các đối tượng này đã sử dụng căn cước công dân giả, mở tài khoản bán cho các đối tượng lừa đảo. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an thực hiện hoạt động nghiệp vụ để điều tra làm rõ theo quy định. Khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt làm 2 người chết. Tin của Minh Thành. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản gửi Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Ban An toàn Giao thông tỉnh về việc khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường sắt rất nghiêm trọng xảy ra tại Biên Hòa tối 28 tháng 7. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 12 tháng 8. Sở Giao thông Vận tải được giao chủ trì rà soát, đánh giá toàn diện các tồn tại bất cập về hạ tầng giao thông tại vị trí xảy ra tai nạn, phối hợp cung cấp thông tin trong vụ tai nạn khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Các địa phương rà soát, tổng hợp các tồn tại bất cập về hạ tầng giao thông đường sắt để sớm có hướng xử lý. Trước đó khoảng 20 giờ 40 phút ngày 28 tháng 7 tại điểm giao cắt giữa đường sắt với đường Phạm Văn Thuận, thành phố Biên Hòa, tàu hỏa SNT5 xảy ra va chạm với xe bán tải làm 2 người chết tại chỗ, 3 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe bán tải thiếu chú ý quan sát khi tàu hỏa đi qua. Tài xế xe bán tải không có nồng độ cồn trong máu. Novaland tái khởi động dự án con của Aqua City. Tin của Hoàng Lộc. Thưa quý vị, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova thuộc tập đoàn Novaland vừa tổ chức lễ khởi động thi công hoàn thiện cụm công trình nhà ở và tiện ích tại phân khu River Park 2 thuộc dự án khu đô thị Aqua City tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa. Đây là một trong những dự án nhỏ thuộc dự án khu đô thị Aqua City, diện tích 64 ha với 460 căn hộ thuộc các loại hình biệt thự, shop house, thương mại, nhà phố liền kề. Tại Đồng Nai, khu đô thị Aqua City là một trong những dự án bất động sản có quy mô lớn. Tuy nhiên, quá trình điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, quy hoạch phân khu C4 chưa cập nhật đầy đủ hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 của các dự án đã được phê duyệt trước đó, nên dẫn đến sự không đồng bộ, khác biệt giữa quy hoạch các cấp, nhiều dự án phải tạm dừng triển khai xây dựng và kinh doanh, gây không ít tổn hại cho nhà đầu tư. Chênh lệch giới tính tại Đồng Nai ở mức cao, tin của Hạnh Dung. Theo Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Đồng Nai, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ước tính có hơn 16.000 trẻ được sinh ra, với hơn 8,4 ngàn bé trai và hơn 7,5 ngàn bé gái, giảm 621 trẻ so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tỷ số giới tính khi sinh tại Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm là 112 bé trai trên 100 bé gái. Mức chênh lệch này được đánh giá là khá cao và tăng so với cuối năm ngoái. Điều này dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ trong tương lai ở cả khu vực nông thôn lẫn thành thị. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh được cho là do tâm lý ưa thích con trai và mong có con trai trong gia đình quy mô nhỏ, từ 1 đến 2 con, lạm dụng khoa học công nghệ trong việc lựa chọn giới tính thai nhi. Hơn 200 sinh viên tìm cơ hội thực tập và việc làm với doanh nghiệp Nhật Bản, tin của Công Nghĩa và Kim Chi. Thưa quý vị, sự kiện giao lưu nguồn nhân lực giữa sinh viên với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Đồng Nai vừa diễn ra tại Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng Nai ở huyện Long Thành. Chương trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp với Tổ điều phối xúc tiến phát triển công nghiệp hỗ trợ và Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Sự kiện đã thu hút hơn 200 sinh viên của 4 trường gồm Trường Đại học Đồng Nai, Trường Đại học Lạc Hồng, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật số 2 và Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng Nai.
tham gia tư vấn và tuyển dụng sinh viên, có 18 doanh nghiệp đến từ Nhật Bản đang đầu tư tại Đồng Nai. Trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn như công ty trách nhiệm hữu hạn SMC Việt Nam chuyên về thiết bị tự động hóa, công ty trách nhiệm hữu hạn Tokin Electronics Việt Nam về thiết bị điện tử. Thỏa thuận hợp tác kinh tế Đồng Nai và Meiji Kansai Nhật Bản được ký kết từ năm 2013. Thông qua các hoạt động hợp tác với Meiji Kansai, đã có hơn 7.000 sinh viên được đào tạo về tiêu chuẩn an toàn 3S của Nhật Bản, sau đó giới thiệu vào làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản tại Đồng Nai. Trên đây quý vị vừa cập nhật các tin tức đáng chú ý cùng tin nhanh audio của báo Đồng Nai.